Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng búa. Đợt này mình giới thiệu với anh em về cái mẫu búa 1,5 kg, còn sót lại vài cây búa Divat hai đầu tròn 1,5 kg. Tình trạng là đầu búa còn zin chưa hề sử dụng nhưng cán nó bị trầy xước trong quá trình vận chuyển. Thì cái mẫu búa này là nó là còn zin chưa hề sử dụng nha anh em. Anh em xem này, coi cái đầu nó còn nước mạ của nó luôn. Những cây này là còn zin luôn, nhưng mà nó không được đẹp là cho quá trình vận chuyển nó đã bị trầy xước đó. Rất là tiếc những cây búa nó đẹp mà nó bị trầy xước như thế này. Thì cái mẫu búa Divat 1,5 kg này mình bán với giá thợ cho anh em là chỉ có 250.000, chưa phí vận chuyển một cây. Hàng thì nó còn zin, không có bị sức mẻ gì đầu búa, nhưng mà đầu cán thì nó bị trầy xước nha anh em. Nên mình bán giá rẻ cho anh em thợ về mua và sử dụng. Đối với anh em nào không không quan tâm gì cái vấn đề là nó xấu mà nó bền và chắc là được, thì anh em liên hệ bên phía mình chỉ 250.000, chưa phí vận chuyển một cây, với cái cây búa Dewar 1,5 kg của Mỹ này, về chiên đóng cốt rồi đóng làm gara rồi là rất là ngon, rất là bền. Thiết kế hai đầu đa dụng tròn đóng rất là đầm tay. Anh em quan tâm về cái mẫu búa này thì liên hệ bên phía mình, chỉ còn 5 cây thôi, giá thanh lý cho anh em 250.000, chi phí vận chuyển một cây. Anh em thợ nào cần thì liên hệ. Xin cảm ơn anh em.